Ngay sau đây xin được trân trọng giới thiệu và kính mời bà Mai Thị Hồng Quyên, Phó Giám đốc Kinh doanh Sun Property Group sẽ lên sân khấu chia sẻ với chúng ta những thông tin hữu ích về dự án đặc biệt này. Chúng ta cùng nồng nhiệt chào đón bà Mai Thị Hồng Quyên. Được nồng nhiệt chào đón tất cả các anh chị đã đến tham dự sự kiện ra mắt lần đầu tiên những thông tin chính thức về dự án Sunrise City Hillside Residence của tập đoàn Sun Group ngày hôm nay. Tôi có hẹn với đầu cầu Hà Nội là chúng tôi sẽ bắt đầu công bố thông tin chính thức vào lúc 15:00, và rất là may tôi bước chân lên đây là vừa đúng giờ vàng. Và xin anh chị dành một tràng pháo tay một lần nữa dành cho những thông tin chính thức về dự án của chúng ta trong chương trình này. Và vì sao lại lựa chọn khung giờ là 3 giờ, anh chị? Tại vì đúng khoảnh khắc này, đúng ngày hôm nay của 4 tuần về trước, một thông tin cực kỳ quan trọng về Phú Quốc đã được công bố, mà tất cả những ai yêu quý quan tâm tới Phú Quốc đều vui mừng và chúng ta gửi cho nhau rất nhiều lời chúc. Chúng ta chia sẻ với nhau rất nhiều về thông tin cột mốc quan trọng của thành phố Phú Quốc. Đó là Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chính thức thông qua đề án thành lập thành phố Phú Quốc. Và ngày 8 tháng 1 tới đây, tức là chỉ còn 2 ngày nữa, lễ công bố chính thức sẽ được tổ chức ngay tại khu đô thị kiểu mẫu đầu tiên của Phú Quốc, nơi mà các anh chị đã gắn bó hơn 1 năm qua, đã dành rất nhiều tâm huyết hơn 1 năm qua, làm thay đổi cái nhìn của thị trường, làm thay đổi chuẩn mực sống của người dân Phú Quốc. Đó chính là lễ công bố thành phố Phú Quốc sẽ được tổ chức ngay tại trục đường vàng của khu đô thị Sunrise City New An Thới. Và đó chính là niềm tự hào dành cho Phú Quốc, dành cho Sun Group, dành cho tất cả chúng ta, những người đang đồng hành cùng với Sun Group. Và với thông tin Phú Quốc lên thành phố, thì anh chị có biết là tôi tin chắc là anh chị cũng sẽ cảm nhận được sức nóng của thị trường và rất nhiều nhà đầu tư quay trở lại quan tâm đặc biệt hơn cho khu vực Nam đảo. Và chỉ trong vòng 3 tuần, toàn bộ 100% sản phẩm tại Sunrise City New An Thới đã được giao dịch hết 100%, và thậm chí hiện nay các nhà đầu tư vẫn đang tiếp tục săn tìm những sản phẩm thứ cấp đang chào bán lại trên thị trường. Và để lý giải cho sức nóng này, để lý giải cho sự quan tâm đặc biệt của thị trường đối với thành phố Phú Quốc, tôi muốn dành một ít thời gian trước khi đi vào công bố thông tin chi tiết để có thể cùng anh chị nhìn lại những chặng đường phát triển của thành phố Phú Quốc và lý giải vì sao thị trường dành rất nhiều sự kỳ vọng, nhà đầu tư dành rất nhiều sự mong mỏi đến với thông tin thành phố Phú Quốc và dự án Hillside của chúng ta. Kính thưa anh chị, trong chặng đường 20 năm kể từ khi Phú Quốc đặt mục tiêu trở thành một điểm đến du lịch nổi tiếng của Việt Nam và trên toàn cầu, thì với rất nhiều nỗ lực và chỉ thực sự cái vòng quay đó mới lăn bánh một cách đột phá kể từ cột mốc năm 2014. 15 năm trước là giai đoạn phát triển tạo đà của Phú Quốc, còn cú hích hạ tầng vào năm 2014 mới thực sự mở ra một chương hồi mới cho Phú Quốc phát triển và tăng trưởng liên tục trong 5 năm liền kề sau đó. Trong 5 năm từ năm 2014 đến năm 2019, Phú Quốc đã phát triển và tăng trưởng gấp 10 lần trong vòng 5 năm. Phú Quốc là một nơi rất là đặc biệt, bởi vì khi tăng trưởng và phát triển tăng bằng lần chứ không phải tính bằng phần trăm nữa. Và cái sự tăng trưởng gấp 10 lần này dựa vào cú hích về hạ tầng. Đó là khi Phú Quốc đưa vào 2 công trình hạ tầng trọng điểm. Thứ nhất đó là hòa vào lưới điện quốc gia, làm giảm đáng kể chi phí xây dựng trên đảo Phú Quốc, kể cả chi phí xây dựng, chi phí vận hành, chi phí sinh hoạt của người dân trên đảo. Và cái thứ hai đó là đưa vào hoạt động sân bay quốc tế Phú Quốc, làm cho người dân, người du khách ở Việt Nam, ở tất cả những tỉnh thành khác và trên toàn thế giới đến với Phú Quốc dễ dàng hơn. Và kể từ đó, từ con số của năm 2015 chỉ hơn chưa đạt được 1 triệu lượt khách, thì năm 2019 Phú Quốc đã đón hơn 5 triệu lượt khách. Kính thưa quý vị, và sự kiện trở thành thành phố Phú Quốc không chỉ dừng lại ở một cú hích hạ tầng, mà sẽ mang đến cho Phú Quốc 4 cú hích cùng lúc. Đó chính là đầu tiên phải nói đến sự đầu tư của chính phủ vào hạ tầng đô thị của Phú Quốc. Và An Thới như được quy hoạch đã trở thành một khu vực về đầu mối giao thông
sẽ là nơi hấp thụ những dòng vốn đầu tư về hạ tầng đô thị, chỉnh trang đô thị, tạo ra những tuyến đường mới về đô thị, kết nối trên toàn đảo và là điểm đến của mọi nơi đổ dồn về Phú Quốc. Và cú hích thứ hai đó là cú hích như quý vị đã biết, Phú Quốc đang làm thêm một tuyến kết nối với mạng lưới điện bằng một cái hệ thống lưới điện là 220 kV, và hiện nay dự án này đã đi được 90% chặng đường. Và cú hích lên thành phố sẽ giúp giải quyết nhanh những vấn đề còn tồn động, và dự kiến trước Tết âm lịch đề án lưới điện này sẽ hoàn thành và tạo ra một tiếng vang, một cú hích nữa cho các chi phí vận hành, chi phí xây dựng, chi phí hoạt động trên Phú Quốc và thúc đẩy đầu tư xây dựng một cách nhanh hơn. Cú hích thứ ba đó chính là việc thu hút đầu tư. Bởi vì lúc này không phải là một hai tập đoàn lớn, mà rất nhiều tập đoàn lớn, rất nhiều thương hiệu và tên tuổi hàng đầu trên thế giới sẽ đến Phú Quốc, sẽ mang theo nguồn tài chính, mang theo kinh nghiệm, mang theo sự vận hành bài bản và mang theo lượng khách hàng truyền thống của họ ở tất cả các thị trường khác đến với Phú Quốc và mở ra cho Phú Quốc rất nhiều sự đa dạng về đầu tư, sự lựa chọn và trải nghiệm cho du khách. Và cú hích thứ tư đó là những điều mà chúng ta mong mỏi khi đồng hành với Phú Quốc trong rất nhiều năm nay, đó chính là nâng cấp năng lực bộ máy hành chính, chuyển từ chính quyền nông thôn sang bộ máy vận hành của kinh tế đô thị, chính quyền đô thị. Và đó chính là những cú hích mạnh mẽ, quan trọng giúp thúc đẩy cho sự phát triển của Phú Quốc. Và đây là yếu tố đầu tiên làm cho mọi người quan tâm đến thị trường Phú Quốc. Yếu tố thứ hai đó là Phú Quốc là một thành phố được quy hoạch bài bản, không phải là một nơi phát triển tự phát. Phú Quốc đã lựa chọn một con đường phát triển rất là cân bằng. Cân bằng ở đây đó là Phú Quốc lựa chọn khu vực nào là khu vực bảo tồn những giá trị của tự nhiên và khu vực nào là khu vực đặt thành những vùng kinh tế trọng điểm để phát triển. Như vậy thì Phú Quốc giữ lại hơn 60% là diện tích rừng và 40% còn lại, trong đó có bao gồm cả nông nghiệp, cả mặt nước, cả những loại đất chuyên dụng, thì còn phần lớn nguồn lực cho phát triển kinh tế tập trung ở hai trung tâm lớn, hai đầu mối quan trọng về kinh tế và du lịch, đó chính là Dương Đông và An Thới. Như vậy, phần quỹ đất còn lại, các nguồn lực còn lại để phát triển kinh tế tập trung cho hai thị trấn này và hiện nay trở thành hai phường của Phú Quốc, đó là phường Dương Đông và phường An Thới. Nếu như Dương Đông, như anh chị đã thấy, đã phát triển từ rất lâu và đã đánh mất cơ hội để vươn lên trở thành nơi dẫn đầu bởi vì nơi đây phát triển tương đối manh mún và bỏ mất đi thế mạnh của mình. Tất cả những cái dải biển, những đường bờ biển này hầu như đã phát triển bởi những nhà đầu tư, những chủ đầu tư nhỏ. Hiện nay, Dương Đông không còn quỹ đất đủ lớn để phát triển ra thành những tổ hợp vui chơi giải trí, thương mại dịch vụ tầm cỡ. Thì ngược lại, An Thới lại là nơi có đầy đủ quỹ đất lớn để phát triển một cách vượt bậc, để mang đến những công trình biểu tượng cả về vui chơi, giải trí, cả về đô thị, cả về thu hút dân sinh. Và tại An Thới cũng là nơi đang tập trung và phát triển với tốc độ đô thị hóa rất cao, cùng dân cư dồi dào và lực lượng cư dân năng động, trẻ trung đang tập trung về An Thới để phát triển kinh tế, để sinh sống, để lập nghiệp. Như vậy An Thới đang vươn mình mạnh mẽ và trong 5 năm vừa qua An Thới đã phát triển một cách đột phá với một hệ sinh thái hoàn hảo bao gồm 3 mũi nhọn, đó là vui chơi giải trí, du lịch nghỉ dưỡng và bất động sản cao cấp. Nếu như trước đây chưa có W Marriott, chưa có biệt thự mũi ông nội, những khách hạng sang khi mà nghĩ đến kỳ nghỉ của họ thì họ chọn đến Hội An để ở Four Seasons, đến Đà Nẵng để ở Intercontinental, hoặc là đến Nha Trang để ở Six Sense Ninh Vân Mai. Tuy nhiên trong những năm gần đây, những người giàu nhất, những kỳ nghỉ đáng giá nhất đang được dịch chuyển về Phú Quốc. Và nếu như trước đây chưa có những tổ hợp như Shophouse Bãi Kem, Shophouse Melodia, chưa có những tổ hợp như 35 hectare hay Địa Trung Hải, thì chắc chắn du khách sẽ lựa chọn những khách trải nghiệm, những khách lưu trú ngắn ngày, những khách đi theo những cái đoàn, những tour mà họ chấp nhận chi trả 1-2 triệu tiền phòng, thì họ sẽ lựa chọn Dương Đông là điểm đến. Nhưng từ khi họ biết rằng cùng với số tiền đó, họ có thể lựa chọn lưu trú ở những khách sạn trong Boutique Shophouse Melodia, trong Bãi Kem, trong Địa Trung Hải, trong 35 hectare với số tiền tương ứng, nhưng họ được thừa hưởng trọn bãi biển 5 sao, cảnh quan 5 sao và các dịch vụ đầy đủ tất cả trong một. Đó chắc chắn là một lực hút mạnh mẽ để dịch chuyển toàn bộ lượng khách phổ thông, lượng khách trải nghiệm đổ dồn về Nam đảo trong thời gian tới đây. Và An Thới với một lợi thế
nơi tập trung hơn 80% những tài nguyên tự nhiên phục vụ cho du lịch, để phát triển du lịch, như những hòn đảo, những bãi biển đẹp nhất, những rặng san hô, tất cả những nguồn lực để phát triển về mặt tự nhiên, về mặt con người, về những công trình biểu tượng đều tập trung về Nam đảo. Thì ngoài ra, Nam đảo còn tập hợp về đây một quỹ đất lớn với hơn 1.000 hectare đất đô thị và với quy mô dân số hướng đến là 100.000 dân. Thì đô thị An Thới sẽ trở thành trung tâm mới của thành phố Phú Quốc, và không chỉ là trung tâm về mặt quỹ đất, về những sản phẩm bất động sản, mà An Thới sẽ còn mở ra những nhịp sống mới phồn thịnh hơn, những sức sống mới, văn hóa mới, và vươn lên mạnh mẽ để sánh vai với những thành phố khác, những thành phố biển đảo, những thành phố biển đẹp nhất ở Việt Nam, hay vươn xa hơn là khu vực ở trên toàn thế giới. Và chúng ta hoàn toàn có thể tự tin rằng với tầm nhìn phát triển trở thành thành phố Phú Quốc, và với tầm nhìn và sự đầu tư của Sun Group đang đồng hành với Phú Quốc tại An Thới, thì tất cả những công trình biểu tượng mà chúng tôi bổ sung vào hệ sinh thái Nam Phú Quốc và vươn xa hơn nữa là bổ sung vào thành phố Phú Quốc sẽ giúp cho Phú Quốc nhanh chóng vươn tầm sánh vai với những thành phố biển hàng đầu trên thế giới. Như vậy, những thành phố, những điểm đến, những thành phố trên thế giới dù to hay nhỏ, dù rộng lớn đến như thế nào thì luôn luôn có những điểm phải đến, luôn luôn có những điểm mà du khách đến đó chắc chắn phải tìm đến. Chúng tôi gọi đó là điểm tụ của những thành phố. Ở điểm tụ này là nơi mà du khách tập trung tới để ngắm nhìn, để check in, để thể hiện mình đã đến thành phố này, để lưu dấu bước chân của mình tới đây, để trải nghiệm phong cách sống, trải nghiệm những dịch vụ, và họ muốn lưu trú lại quanh đây, thưởng thức nhịp sống ở đây. Ví dụ như đến Úc, mọi người sẽ muốn đến nhà hát Con Sò, đến New York sẽ muốn đến quảng trường thời đại, hay là tại thành phố Hồ Chí Minh của chúng ta đang có mặt tại điểm tụ của thành phố Hồ Chí Minh, tại trục đường Nguyễn Huệ, tại trục đường Đồng Khởi. Bước chân ra, chúng ta có tất cả mọi thứ dịch vụ, có nhịp sống phố phường, có những công trình biểu tượng lưu dấu những lịch sử văn hóa của thành phố Hồ Chí Minh, và đó chính là điểm tụ của những thành phố, là nơi chắc chắn người ta sẽ tập trung đến, là nơi diễn ra những sự kiện trọng đại nhất, là nơi diễn ra những hoạt động mang tính biểu tượng nhất của thành phố đó. Như vậy, thành phố Phú Quốc của chúng ta đâu là điểm tụ? Nếu cách đây 5 năm chúng ta quen với khái niệm thị trấn Primavera của chúng ta là trung tâm của hệ sinh thái Nam đảo, thì giờ đây cột mốc 2021 mở ra cho chúng ta một khái niệm mới. Primavera sẽ trở thành điểm tụ không chỉ của hệ sinh thái Nam đảo mà của thành phố Phú Quốc, bởi vì đây sẽ là nơi tập trung tất cả những công trình biểu tượng của cầu hôn, của show trình diễn vô tách, của Central Lift, của những nơi diễn ra những hoạt động lễ hội thu hút hàng ngàn và thậm chí hàng chục ngàn người. Ví dụ như trong dịp countdown vừa rồi, chỉ trong 10 ngày kể từ khi chúng tôi quyết định tổ chức, thì ngay dịp lễ countdown đã thu hút được 10.000 du khách đến tham dự. Và nếu như trong tương lai có một vị trí để có thể ngắm trọn cảnh quan này, ngắm trọn những không khí lễ hội này, thì chắc chắn các anh chị có muốn thưởng thức, có muốn trải nghiệm, có muốn lưu trú tại đó để hòa mình vào nhịp sống của điểm tụ của thành phố Phú Quốc không ạ? Anh chị có muốn không ạ? Và đó chính là lý do chúng tôi dành tất cả sự tâm huyết và kỳ công của mình để phát triển những bất động sản tại vị trí điểm tụ này, trở thành những bất động sản xứng tầm và vươn cao cùng thành phố Phú Quốc. Như vậy, nhìn lại một chút về xu hướng sở hữu các bất động sản tại những thành phố biển trên toàn thế giới, những nơi mà có tiện ích, cảnh quan, thiên nhiên, không khí vô cùng lý tưởng để nghỉ dưỡng là luôn luôn là nơi được sự lựa chọn của những người giàu. Và họ có thể có hai xu hướng lựa chọn: một là sở hữu những căn biệt thự nghỉ dưỡng, hoặc hai là sở hữu những căn hộ nghỉ dưỡng. Nhưng hai sản phẩm này phải đạt được tiêu chí, đó là mang đến trải nghiệm nghỉ dưỡng hoàn hảo, có đầy đủ dịch vụ, có tầm nhìn thoáng rộng, có đầy đủ tiện ích. Và nếu như những sản phẩm biệt thự nghỉ dưỡng đã vươn tới 1% những người giàu nhất trong top những người giàu, thì chúng ta có một loại sản phẩm mở ra một cái xu hướng dễ dàng tiếp cận hơn cho đa số những người giàu còn lại, đó chính là sản phẩm căn hộ nghỉ dưỡng. Và những căn hộ nghỉ dưỡng này có thiết kế không gian linh hoạt hơn, có diện tích nhỏ gọn hơn, tuy nhiên vẫn được trang bị đầy đủ tiện nghi, đầy đủ tiện ích, và ở vị trí trung tâm nhất, có view thoáng cảnh nhất. Và đó chính là những cái xu hướng của các thành phố biển trên toàn thế giới. Và
Chúng tôi đã mang những sản phẩm này về với Phú Quốc. Tuy là một xu hướng thời thượng ở các thành phố khác, nhưng đây là lần đầu tiên sản phẩm này có mặt tại Phú Quốc và được đặt tại vị trí điểm tụ của Phú Quốc. Như vậy thì chúng tôi lựa chọn kiến trúc gì cho một sản phẩm đặc biệt ở vị trí đặc biệt như vậy? Kính thưa quý vị, chúng tôi đã lựa chọn cho vị trí vàng này kiến trúc Địa Trung Hải, một kiến trúc được xem là nét tinh hoa của kiến trúc thế giới, được người dân trên toàn thế giới ưa chuộng. Vì sao lại như vậy ạ? Bởi vì Địa Trung Hải, những bờ biển Địa Trung Hải là những hương cảng, là nơi giao thoa rất nhiều nền văn hóa. Và từ xa xưa, ở nơi đây có một cái nét đặc trưng, đó là những cái địa hình này rất là hiểm trở. Như quý vị nhìn thấy, đó là những cái địa hình triền núi. Và khi mà người ta làm được những công trình trên địa hình triền núi này, thì về mặt kỹ thuật xây dựng và áp dụng những cái kỹ thuật rất là công phu, khác biệt và rất kỳ công. Chính vì vậy, những kiến trúc này được những cái người thương nhân, những người thủy thủ khắp nơi trên thế giới đến đây chiêm ngưỡng, họ ngưỡng mộ, họ tò mò, họ yêu thích. Và họ mang cái kiến trúc này lan tỏa đi khắp nơi trên thế giới. Và giờ đây kiến trúc Địa Trung Hải không chỉ là kiến trúc sở hữu riêng của nước Ý, của nước Pháp, của Monaco hay của đảo Sip, mà kiến trúc Địa Trung Hải được xem là tinh hoa của thế giới, được xem là một giá trị phi vật thể của thế giới và được tất cả những các đất nước khác yêu quý, lựa chọn. Như quý vị sẽ nhìn thấy, tại Hà Lan, tại Pháp, tại Đan Mạch, họ đều yêu quý, họ đều ưa chuộng, họ đều mang nét kiến trúc này về những thành phố xinh đẹp của họ. Và đây đều trở thành những thành phố du lịch hàng đầu của đất nước họ. Và ở Việt Nam, chúng tôi cũng tâm huyết mang kiến trúc Địa Trung Hải này về với một nơi có địa hình mang tính tương đồng với những bờ biển Địa Trung Hải. Có những triền đồi chạy dọc theo đường bờ biển, có biển xanh, màu nước lam ngọc, có cát trắng, có bầu trời trong xanh. Một bầu trời trong xanh với tầm nhìn xa biểu thị cho chất lượng không khí cực kỳ tốt. Và tại những nơi này, chúng tôi mang kiến trúc Địa Trung Hải, mang trọn nét cảm hứng thiết kế Địa Trung Hải về với Phú Quốc. Nếu như tại Primavera, chúng tôi chạy dọc theo đường bờ biển với những dãy phố được kỳ công thiên minh với từ 9 đến 12 lớp để tạo thành một thị trấn giả cổ. Và tới đây chúng ta sẽ nhìn thấy những bức tường, những vệt bông tróc, những đường phào chỉ mang đậm nét Địa Trung Hải cổ xưa như kể một câu chuyện văn hóa xa xôi. Thì đối với kiến trúc của Hillside Residence, chúng tôi sẽ cắt tăng cái kiến trúc Địa Trung Hải này để đan cài vào nhau giữa cổ xưa và hiện đại, giữa những sự kỳ công, những bức tường rêu phong và những nét tươi mới, những sức sống mới ở vị trí của những căn hộ Hillside. Thì quý vị sẽ hình dung được là sắp tới đây khi du khách đến với thị trấn Primavera, những cung đường bờ biển họ sẽ nhìn thấy một thị trấn đầy cổ kính, dường như đã có hàng chục năm, hàng trăm năm được phủ lên một lớp rêu phong. Và ở phía bên trên đồi vươn cao lên là những dãy nhà tươi mới, tràn đầy sức sống. Và họ sẽ nghĩ là ở đây họ đang lạc bước vào một nơi giao thoa giữa hiện tại và quá khứ, giao thoa giữa cái cổ điển và cái cách tân. Và họ sẽ có thêm nhiều trải nghiệm đa dạng hơn về một lối kiến trúc Địa Trung Hải. Và chính sự khác biệt này sẽ tạo nên cho du khách nhiều trải nghiệm hơn, nhiều điều đáng nhớ hơn. Như vậy thì đối với khu vực Hillside Residence, chúng tôi sẽ không phải là những lớp thiên minh từ 9 đến 12 lớp, hay là những bức tường loang lổ, hay là những vật thời gian rêu phong, mà chúng tôi mang vào cảm hứng thiết kế Địa Trung Hải thể hiện qua 24 nét đặc trưng khác. Ở đây, trong thời gian hữu hạn của chương trình, tôi có thể chia sẻ với anh chị một số nét đặc trưng mà chúng tôi mang đến nhịp sống, mang đến hơi thở Địa Trung Hải trong dự án Hillside Residence. Ví dụ như tỷ lệ giữa con đường, tỷ lệ thiết kế giữa con người và những khối công trình mang một tỷ lệ hài hòa với nhau. Ví dụ như những tầng bậc địa hình, những công trình xây dựng nương theo địa hình tự nhiên của dải đất. Quý vị sẽ thấy là chúng ta xử lý cái phần cao độ của Hillside rất tài tình để tạo ra những lối lên xuống bậc thang. Tất cả những cái đó đều là cảnh quan, đều là nét kiến trúc độc đáo mà không có một nơi nào có thể copy được, có thể sao chép được. Bởi vì cái đó là đặc trưng riêng biệt của địa hình nơi Hillside.
Và chúng tôi còn đem tới đó sự đa dạng của chất liệu, của màu sắc. Quý vị khi đi dạo bước trong Hillside Residence sẽ không thể nào bắt gặp lặp lại một lần nữa cung đường này. Bởi vì từng cung đường, từng lối lên xuống cầu thang, từng vòi phun nước, từng tiểu cảnh nhỏ đều được chúng tôi tạo nên bằng sự đa dạng. Tất cả những họa tiết, trang trí, những đồ rời cũng hoàn toàn khác nhau ở mỗi cung đường, ở mỗi dãy phố. Tất cả sự đa dạng đó thể hiện hơi thở Địa Trung Hải, thể hiện cảm hứng thiết kế Địa Trung Hải. Và đó chính là nét khác biệt của Hillside Residence, cũng mang kiến trúc Địa Trung Hải nhưng sẽ là một Địa Trung Hải cách tân khác biệt so với Thiên Minh Giả Cổ ở Primavera. Và khi giới thiệu đến quý vị những căn hộ Sunrise City Hillside Residence, chúng tôi đang muốn giới thiệu đến quý vị những sản phẩm mà chúng tôi tự tin gọi là đỉnh cao giá trị. Vì sao gọi là đỉnh cao giá trị ạ? Chúng ta đã có hai dòng sản phẩm chủ lực mà Sunrise phát triển tại Phú Quốc. Thứ nhất là dòng sản phẩm nghỉ dưỡng với giá trị là giá trị nghỉ dưỡng, giá trị sử dụng, giá trị của những trải nghiệm được nghỉ ngơi trong chính sản phẩm bất động sản do mình sở hữu. Và đối với dòng sản phẩm thứ hai chúng tôi đã đưa ra thị trường, đó là dòng sản phẩm đất ở đô thị với tính pháp lý sở hữu lâu dài, nằm trong 6% quỹ đất đô thị hiếm hoi của Phú Quốc. Và bây giờ dự án Hillside Residence là dự án giao hoa của cả hai giá trị đỉnh cao này. Vừa là những sản phẩm có tính giá trị sử dụng, có giá trị nghỉ dưỡng, lại vừa là pháp lý sở hữu lâu dài. Thì chúng tôi tự tin đây là sản phẩm kết hợp tất cả những ưu điểm của hai dòng sản phẩm trước đây. Và đó chính là những giá trị mang đến của Hillside Residence, tạo ra một giá trị sống đích thực cho những người sở hữu Hillside Residence, cho người sử dụng Hillside Residence. Và đó chính là giá trị đỉnh cao của sản phẩm mà chúng tôi muốn gửi đến. Sunrise City Hillside Residence, đỉnh cao kiêu hãnh, kiệt tác vương mình, đại diện tiêu biểu cho một hành trình mới của thành phố Phú Quốc. Xin quý vị hãy dành một tràng pháo tay cho Hillside Residence. Tôi sợ là mình đi trước Hà Nội nên tôi phải liên tục coi giờ. Và tôi xin công bố những thông tin chi tiết hơn về căn hộ Hillside Residence mà tôi tin chắc rằng anh chị đang rất nóng lòng mong chờ, và thị trường cũng đang nóng lòng mong chờ để chờ đợi những thông tin chính thức được công bố. Kính thưa anh chị, khu vực Hillside của chúng ta sẽ là 16 hecta ở trên triền đồi. Và tôi đang đề cập ở đây là những thông số của khu vực cao tầng căn hộ Hillside Residence, bao gồm quy mô là 8 tầng cao và loại hình là sẽ có căn hộ và shop house ở khối đế. Tôi đang đề cập tới phần cao tầng thôi nha anh chị. Chúng ta sẽ tìm hiểu về những cái căn shop house Hillside trong một dịp khác. Đối với phần căn hộ Hillside Residence, tổng lượng sản phẩm là 1.251 căn. Chúng tôi đã căn chỉnh lắm để cộng ra được 9. Và tỷ lệ mật độ xây dựng của dự án này là 42% và tỷ lệ thương phẩm chỉ 65%, là một tỷ lệ cao hơn hẳn tất cả những căn hộ cao cấp tại thành phố Hồ Chí Minh có mặt trên thị trường hiện nay. Pháp lý là tính pháp lý sở hữu lâu dài như tôi vừa chia sẻ với anh chị. Và chúng tôi cũng hợp tác với những đối tác hàng đầu để phát triển ra sản phẩm Hillside Residence, nhà thầu xây dựng Hòa Bình và thiết kế cảnh quan là Ego đến từ Italia. Về thiết kế nội thất, chúng tôi hợp tác với một đối tác mới, đó là Hồ Thị Trị Group. Và tôi sẽ giới thiệu về Hồ Thị Trị Group trong slide kế tiếp. Và chúng tôi hiện nay đang bắt đầu những công đoạn đầu tiên khởi công căn hộ Hillside Residence. Dự kiến trong vòng 18 tháng chúng tôi sẽ hoàn thiện từng chi tiết để bàn giao đến những khách hàng. Có nghĩa là tháng 6 năm 2022 chúng ta sẽ nhận được căn hộ Hillside Residence, sẽ trải nghiệm được khung cảnh lễ hội pháo hoa ngay tại ban công nhà mình. Và vì sao thị trường đang mong đợi? Vì sao khách hàng của chúng ta đang mong đợi? Vì sao những anh chị gắn bó với thị trường Phú Quốc 5 năm nay rất mong đợi những sản phẩm Hillside Residence? Bởi vì những giá trị tạo nên từ 40% vị trí khác biệt của Hillside Residence và 20% là uy tín thương hiệu của chủ đầu tư, 20% là tính pháp lý vượt trội, 10% là những chính sách bán hàng vô cùng ưu đãi của Sunrise dành cho khách hàng, và 10%
là những nội thất, những tiện ích, những cảnh quan mà chúng tôi kỳ công kiến tạo cho sản phẩm Hillside Residence. Và tôi sẽ lần lượt phân tích từng giá trị, từng yếu tố tạo nên giá trị của Hillside Residence. Thứ nhất, nói về vị trí. Có lẽ tôi dành thời gian nhiều nhất để nói về vị trí. Tôi muốn hệ thống lại một chút xíu về vị trí đặc biệt của Hillside Residence. Như anh chị đã có thể trước đây chúng ta luôn xem Hillside Residence sẽ là vị trí tâm điểm của hệ sinh thái Nam Phú Quốc. Nhưng kể từ ngày hôm nay tôi hy vọng là anh chị sẽ thay đổi cách tiếp cận. Giờ đây Hillside Residence là tâm điểm của cả thành phố Phú Quốc, là điểm tụ của thành phố Phú Quốc. Bởi vì nơi đây là nơi tập trung tất cả những công trình biểu tượng thu vào tầm mắt của căn hộ Hillside Residence. Và ở một vị trí điểm tụ này tạo ra được giá trị của sự tiện lợi. Giá trị của sự tiện lợi ở đây có nghĩa là một bước chân và điểm đến. Anh chị chỉ cần bước xuống phố là chúng ta chạm đến những cảnh đẹp thiên nhiên tuyệt đẹp nhất của Phú Quốc. Chỉ cần bước xuống phố là chúng ta tiến đến những công trình biểu tượng hoàn mỹ nhất của Phú Quốc. Chỉ cần bước xuống phố là chúng ta đến những tổ hợp vui chơi giải trí hàng đầu của Phú Quốc, như ga đi cáp treo, như đường dẫn đến sân quân hồng thơm này trường pháp, và là nơi giao thoa với tất cả những hoạt động thể thao giải trí trên bãi biển sẽ hình thành ngay trước mặt của Central Village. Và điểm tụ nơi đặc biệt của vị trí Hillside Residence còn tạo ra một tầm view nghìn tỷ, một tầm view triệu đô. Ở đây chúng ta nhìn thấy những bức tranh hoàn mỹ của thiên nhiên tươi đẹp Phú Quốc, của những công trình biểu tượng Phú Quốc. Và chúng ta còn có những tầm view về thành phố mới của Phú Quốc đang hình thành, đang hiện diện. Tại nơi điểm tụ của thành phố Phú Quốc, chúng ta sẽ là nơi được ưu tiên đầu tư và phát triển hạ tầng. Mọi con đường đều dẫn đến điểm tụ của thành phố. Và quý vị sẽ thấy là tất cả những sự ưu tiên về phát triển, về hạ tầng, về đầu tư, về cảnh quan, về tiện ích sẽ luôn luôn được tập trung ngay tại vị trí điểm tụ này. Đó chính là sự khác biệt mà Hillside Residence sở hữu vì nằm ở vị trí điểm tụ của thành phố Phú Quốc. Và tại vị trí mà mọi người đều muốn đến đó trải nghiệm, mọi người đều muốn đến đó lưu trú, mọi người đều muốn đến đó để khám phá, thì chắc chắn các bất động sản ngoài việc gia tăng giá trị theo thời gian còn sẽ là công cụ để sản sinh ra dòng tiền cho chủ sở hữu. Đó chính là một loại hình bất động sản dễ dàng kinh doanh, dễ dàng cho thuê, chưa kể đến mang lại những giá trị sử dụng và giá trị trải nghiệm cho người chủ nhà. Như vậy thì yếu tố vị trí 40% có thể gói gọn lại trong một từ ngắn gọn, đó là ở một vị trí điểm tụ có 102 của Phú Quốc. Và yếu tố thứ hai tạo nên giá trị khác biệt của Hillside Residence đó chính là tiềm lực và uy tín của chủ đầu tư, của những người làm ra sản phẩm này. Nếu nói về Sun Group, tôi tin chắc là trong 5 năm đồng hành cùng Sun Group, anh chị không còn cần phải liệt kê lại những giá trị mà Sun Group đem lại nữa. Chúng tôi không chỉ tạo ra một hai công trình mà chúng tôi tạo ra cả một hệ sinh thái. Và trong hành trình kế tiếp, chúng tôi còn đồng hành tạo ra cả một thành phố Phú Quốc. Và chúng tôi mang đến tất cả những giá trị về dịch vụ, về cảnh quan, về tiện ích, về giá trị sống cho những sản phẩm của chúng tôi bằng triết lý thâm canh khác biệt. Chúng tôi liên tục bồi đắp vào những công trình của mình, những giá trị dịch vụ để gia tăng trải nghiệm cho người sử dụng. Và đó chính là giá trị mà thị trường đánh giá rất cao vì mua một sản phẩm mang thương hiệu của Sun Group. Và chúng tôi còn kết hợp với những đối tác uy tín, tên tuổi hàng đầu trong lĩnh vực của họ. Ở đây tôi giới thiệu một đối tác mới, bởi vì những đối tác khác như về thiết kế cảnh quan, về kiến trúc, về xây dựng, các anh chị đã quá quen thuộc. Đối với dự án lần này, chúng tôi hợp tác với Hồ Thiệu Trị Group. Kiến trúc sư Hồ Thiệu Trị là một người được xem là bậc thầy trong lĩnh vực thiết kế nội thất, trang trí nội thất. Và ông có một điều đặc biệt, ông cũng là một người con của Kiên Giang. Và ông làm việc và có thời gian sinh sống rất lâu tại những nền kinh tế và những nền văn hóa tiên tiến phát triển nhất trên thế giới. Cho nên các thiết kế của ông mang đến cho người sử dụng một cảm giác rất là trang nhã, rất là thanh lịch. Và Hồ Thiệu Trị Group cũng là đối tác để thực hiện những công trình mang tính biểu tượng như nhà hát lớn Hà Nội, khách sạn Sapa Amazing, bảo tàng và thư viện thành phố Hồ Chí Minh hay là khách sạn Continental Sài Gòn. Và yếu tố thứ ba làm nên giá trị của Hillside Residence đó chính là pháp lý sở hữu lâu dài. Trên khung hình này, anh chị sẽ nhìn thấy
Duy nhất chỉ có Hillside Residence là dự án gần biển và có tính pháp lý sở hữu lâu dài. Nếu như tất cả những dự án khác của Sun Group đã có tính pháp lý vượt trội nhất trên thị trường là hiện nay sở hữu 70 năm, thì riêng Hillside Residence lại vượt trên một bậc, đó là sở hữu lâu dài, nằm trong 6% quỹ đất đô thị hiếm hoi của Phú Quốc. Và đó chính là lý do chúng ta càng không thể bỏ lỡ khi có thể sở hữu ở một vị trí tuyệt vời như vậy, ở một đỉnh cao của ngọn đồi nhìn ra toàn cảnh biển trời và những công trình biểu tượng, mà lại là sản phẩm có tính sở hữu pháp lý lâu dài. Và yếu tố kế tiếp tôi muốn chia sẻ với anh chị đó chính là những tiện ích, những giá trị nội tại của sản phẩm. Anh chị đã biết vị trí quá đặc biệt, chủ đầu tư quá uy tín và tính pháp lý quá ưu việt. Và giờ đây là lúc anh chị tìm hiểu sâu hơn về bản thân giá trị nội tại của sản phẩm. Đối với giá trị nội tại của sản phẩm thì tôi xin giới thiệu đầu tiên đó là hệ thống tiện ích nội khu. Ngoài việc là một bước chân vạn điểm đến, một bước chân vạn tiện ích của cả một quần thể rộng lớn ở Primavera, thì chúng ta còn có những tiện ích mà chúng tôi tạo riêng cho nội khu của khu Hillside Residence. Đó chính là hệ thống shop house khối đế, mang đến những dịch vụ, mang đến những sản phẩm để cho tất cả những căn hộ phía bên trên có thể sử dụng một cách dễ dàng, thuận tiện. Đó chính là những quảng trường, những không gian công cộng, những không gian mang đậm phong cách sống Italia mà chúng tôi mang về cho sản phẩm của mình. Và đó là những trục cảnh quan mà chúng tôi đã xử lý tài tình để có thể tạo ra hơi thở Địa Trung Hải. Trong từng cái cung bậc, từng đường đi, từng cái lối nhỏ, chúng tôi đã kỳ công thiết kế và mang về đó những họa tiết trang trí mang đậm phong cách Italia. Và chúng tôi còn có hệ thống tiện ích ở tầng trệt và trên tầng mái vô cùng khác biệt để tạo nên cho những căn hộ Hillside Residence những giá trị sống đỉnh cao. Ở đây tôi xin giới thiệu đến anh chị mặt bằng tầng điển hình của tháp S3 và S4. Vì sao lại là vị trí này? Vì chúng tôi chọn ra thị trường vị trí nằm ở đỉnh ngọn đồi, đó là vị trí cao nhất và sở hữu những tiện ích khác biệt nhất. Lần đầu tiên ở Phú Quốc, anh chị sẽ được trải nghiệm tại đây bể bơi tràn bờ ở độ cao 124m so với mực nước biển, là vị trí bể bơi cao nhất của Phú Quốc. Đó chính là bể bơi trên tầng mái của tòa S3. Và ở đây thì thiết kế mặt bằng tầng tôi sẽ phân tích từng căn hộ ở những slide kế tiếp. Ở đây chúng tôi sẽ giới thiệu cho anh chị thêm một cái tiện ích nữa, đó chính là thứ nhất là bể bơi từ tầng mái của tòa S3. Và anh chị thấy là ở đây chúng ta có một cái cầu kính. Ở đây chúng ta sẽ có một cái cầu kính để nối giữa hai tòa tháp. Cầu kính này ở tọa lạc ở tầng 18 và sẽ nối cái tiện ích bể bơi này sang bên tầng mái của tòa S4. Và tại đây chúng ta sẽ có một cái sky lounge cao nhất Phú Quốc để mang đến cho khách hàng, mang đến cho người sử dụng bất kỳ căn hộ nào tại tòa S3 và tòa S4 những trải nghiệm độc nhất tại vị trí cao nhất của Phú Quốc. Những vị trí mà tưởng chừng chúng ta chỉ có thể nhìn được khi mà chúng ta ngồi trên cabin cáp treo, thì nay quý vị đã có thể sở hữu được chúng, thu dọn chúng vào trong căn nhà của mình. Như vậy thì chúng ta sẽ sở hữu một tầm view như thế nào? Đây chính là view từ những tiện ích ở tầng mái nhìn ra cầu hôn. Đây chính là vị trí tương lai của cầu hôn này ạ. Nhìn ra cầu hôn, nhìn ra một phân khu vô cùng xinh đẹp Sorrento của thị trấn Primavera. Nhìn ra Gari cáp treo, nhìn ra quảng trường cáp treo, nơi vừa rồi chúng ta diễn ra lễ hội Tada thu hút 10.000 người. Và ở cái phía mặt ngược lại, chúng ta sẽ nhìn ra thành phố Phú Quốc tương lai. Những cảnh này trước đây chưa bao giờ chúng ta có thể nhìn thấy được, chưa bao giờ chúng ta có thể chiêm ngưỡng được. Nhưng giờ đây với sự xuất hiện của Hillside Residence, chúng ta có thể sở hữu tầm view từ vị trí này để thu trọn thành phố Phú Quốc vào tầm mắt của mình. Và ở đây tôi đi vào chi tiết từng loại căn hộ. Nếu mà theo thống kê thì chúng ta có 5 loại căn hộ studio, 1 phòng ngủ, điều kiện, 2 phòng ngủ, 3 phòng ngủ. Nhưng mà anh chị đừng bận tâm, tôi bật mí cho anh chị hai cách để nhớ dòng sản phẩm của Sun Group rất là dễ. 5 loại này chúng ta chỉ cần chia lại làm 2. Đó là một loại sản phẩm quá đẹp để sở hữu, là những căn 2 phòng ngủ, 3 phòng ngủ đều nằm ở vị trí góc
tầng cao, view thoáng đãng, nhìn ra biển. Và loại sản phẩm thứ hai đó là loại sản phẩm quá dễ dàng để sở hữu. Đó là những căn studio, những căn một phòng ngủ và những căn điều kiện. Tại sao tôi lại nói quá đẹp để sở hữu và quá dễ để sở hữu? Tôi xin công bố những thông tin kế tiếp. Đây chính là layout của căn hộ studio 28 cho đến 33 mét vuông. Và anh chị thấy chúng tôi rất là chăm chút trong từng cái thiết kế. Với 28 cho đến 33 mét vuông, nhưng mà căn hộ của anh chị được thiết kế với đầy đủ tiện ích và không gian. Căn hộ nào cũng có ban công thoáng rộng, lấy sáng, lấy gió, lấy nắng tự nhiên. Và đều có đầy đủ trang thiết bị nội thất. Đây là những căn hộ dễ dàng sở hữu với tổng mức giá trị vô cùng hấp dẫn mà tôi sẽ tiết lộ ở cuối chương trình. Và loại sản phẩm thứ hai nằm trong dòng sản phẩm quá dễ để sở hữu, đó chính là những căn điều kiện và một phòng ngủ. Ở đây chúng tôi ghép module lại, giống như là hai căn studio nhập lại là một. Cho nên anh chị dễ dàng có thể chia tách riêng để sử dụng cả hai không gian. Ví dụ như một căn điều kiện anh chị thấy bước vào cửa là chúng ta lại chia ra thành hai cửa đôi hai bên. Anh chị có thể sử dụng và vận hành căn điều kiện này giống như là hai căn một. Tại vì riêng chìa khóa, riêng lối vào, riêng tất cả mọi loại tiện ích ở bên trong của căn hộ đều có ban công, đều có nhà vệ sinh, đều có một phòng ngủ, bàn ăn, tất cả đều theo chuẩn mực để vận hành, để lưu trú, để nghỉ dưỡng. Và đó chính là loại sản phẩm mà chúng tôi gọi là mua một mà được hai. Những căn hộ một phòng ngủ này là chúng tôi dành cho những khách hàng nào mà người ta thích không gian rộng hơn, tức là thích ở phía bên trong bước vào có phòng ngủ và có cái không gian bếp, có phòng khách riêng. Như vậy thì anh chị có thể sử dụng bằng cách là sở hữu một căn một phòng ngủ đã được thiết kế là một phòng ngủ hẳn, hoặc là anh chị muốn mua một được hai thì chúng ta lựa chọn loại sản phẩm điều kiện. Và chúng tôi hoàn thiện sản phẩm tương tự như những gì anh chị đang thấy. Tất cả những sản phẩm nội thất, tất cả những hoàn thiện trần tường sàn, chúng tôi đều hoàn thiện đóng gói giao về cho sản phẩm, cho chủ nhà theo hình thức chìa khóa trao tay. Và sang dòng sản phẩm thứ hai là dòng sản phẩm quá đẹp để sở hữu. Quá đẹp để sở hữu là vì chúng tôi tập trung tất cả những căn hai phòng ngủ, ba phòng ngủ đều tập trung ở vị trí gốc của tòa nhà, đều tập trung ở tầng cao của tòa nhà, đều tập trung ở những nơi có view thoáng rộng, có thể là view biển, view cầu hôn, view sông Vô Tắc hoặc là view thành phố Phú Quốc, và tất cả đều là view tầng cao. Đối với những căn hộ này thì chúng tôi, các anh chị để ý thấy một điều là tất cả 100% căn hộ đều có ban công thoáng rộng để khách hàng dễ dàng trải nghiệm nhịp sống ở bên ngoài. Và tất cả những căn hộ đều rất là vuông vức, không có dù chỉ 1mm góc chết nào, tất cả đều là những góc vuông. Và chúng tôi đều thiết kế để cho khách hàng có thể linh hoạt, để mà linh hoạt các không gian sử dụng, có thể tách thành 1, 2, 3 phòng ngủ ở phía bên trong. Ví dụ như những cái căn hai phòng ngủ này thì các anh chị nhìn thấy là chúng tôi đều bố trí cái bố cục rất là dễ dàng để các anh chị có thể tiếp tục chia ở trong này thành những không gian khác nhau. Chúng ta có thể ở một phòng và chúng ta có thể chia sẻ kỳ nghỉ cho những khách hàng khác bằng mô hình kinh doanh Airbnb. Rất nhiều thứ để chúng ta có thể linh hoạt sử dụng và khai thác trong căn hộ của mình. Và loại 3 phòng ngủ trong 2 tòa của chúng ta duy nhất chỉ có 8 căn hộ 3 phòng ngủ nằm ở vị trí gốc tầng cao, đó là tầng 14, 15 của tòa S3 và tầng 16, 17, 18 của tòa S4. Tất cả những căn hộ này đều view ra biển, view ra cầu hôn, view ra sông Diễn Vô Tắc, view ra quảng trường Ga Đi Cáp Treo. Duy nhất chỉ có 8 căn 3 phòng ngủ được thiết kế vuông vắn và hoàn thiện toàn bộ nội thất. Tôi minh họa với anh chị một view từ tầng 8. Đây là góc view mà tôi tin chắc rằng chưa có ai có thể chiêm ngưỡng được từ vị trí của Hillside Residence, trừ khi là hiện nay anh chị phải lên cổng tháp thì anh chị mới nhìn thấy được. Và đây sẽ là tầm view, đây sẽ là toàn bộ thành phố Phú Quốc tương lai và tất cả thu gọn vào tầm view của những căn hộ từ tầng 8 trở lên. Cao hơn nữa, từ tầng 16, 17, 18 anh chị đã có thể có những trải nghiệm toàn cảnh Nam Phú Quốc thu vào tầm mắt của mình, và thậm chí chúng ta nhìn qua hẳn tới biển Bãi Kem, tới quần thể nghỉ dưỡng Bãi Kem, và chúng ta nhìn thấy cả mũi ông bộ.
một tầm view thoáng rộng mà trước đây chưa bao giờ chúng ta được trải nghiệm, nay đã có mặt ngay tại ban công nhà mình ở tầng 16, 17, 18. Còn nếu như view mặt trước thì sao ạ? View mặt trước một góc view đắt giá, có thể nói cùng một vị trí trong tổng hợp đẳng cấp này, chỉ cần khác góc view thì khách hàng sẵn sàng bỏ ra cái giá cao hơn để sở hữu góc view này. Góc view biển và góc view những công trình biểu tượng này sẽ cao hơn khoảng 30-40% so với những góc view còn lại. Đáng giá và quý hiếm để sở hữu bởi vì không có nhiều đâu anh chị. Và những góc view này từ tầng 16, 17, 18 của tòa S3, S4, anh chị có thể nhìn ra toàn bộ những công trình biểu tượng, thu vào tầm mắt của mình những không gian lễ hội, những bức tranh thiên nhiên tuyệt mỹ, những công trình kiến trúc mang tính biểu tượng. Và tôi lý giải thêm một chút về sự quá dễ để sở hữu những căn hộ Hillside Residence. Vì sao quá dễ để sở hữu ạ? Vì chúng tôi đưa ra những chính sách vô cùng ưu đãi. Đầu tiên hết, đó là dành cho những khách hàng đặt mua sớm ngay từ 19 giờ chiều nay cho đến ngày 23 tháng 1 năm nay. Những khách hàng đặt mua sớm sẽ được nhận được ưu đãi gì ạ? Đầu tiên đó là những căn hộ giá niêm yết bao gồm VAT và kinh phí bảo trì dưới 5 tỷ, khách hàng sẽ nhận được chiết khấu 50 triệu đồng. Và những căn hộ trên 5 tỷ sẽ nhận được chiết khấu 100 triệu đồng, chỉ dành riêng cho những khách hàng đặt mua sớm từ ngày hôm nay cho đến 23 tháng 1. Thứ hai đó là chúng tôi vẫn giữ ưu đãi dành cho thành viên của câu lạc bộ Son Club. Thứ ba là chúng tôi sẽ miễn phí quản lý 24 tháng. Và đây là một chính sách mà chúng tôi trân trọng tặng cho khách hàng. Bởi vì hiện nay chúng tôi đưa ra một lời cam kết là nâng cao chất lượng dịch vụ, chất lượng quản lý đạt đến tiêu chuẩn 5 sao và đặt ra một chuẩn mực cho đô thị đảo Phú Quốc. Và chúng tôi dành tặng 24 tháng miễn phí quản lý này để cho khách hàng càng trân trọng hơn món quà mà chủ đầu tư dành tặng. Và ưu đãi kế tiếp đó là đây là dự án đầu tiên chúng tôi áp dụng chỉ có hai hình thức thanh toán, một là rất nhanh và hai là rất chậm. Rất nhanh và rất chậm là sao? Chúng ta không có lịch thanh toán theo hàng tháng, theo hàng quý nữa. Bởi vì với những căn hộ chỉ có vài tỷ đồng thì nếu như mà các bạn cứ đi theo nhắc khách hàng của mình thanh toán hoặc khách hàng cứ phải bận tâm về việc thanh toán thì có thể là một cái sự phiền toái cho khách hàng. Với những căn hộ quá dễ để sở hữu, chúng ta chỉ cần rất nhanh hoặc rất chậm. Bây giờ rất nhanh thì khách hàng sẽ thanh toán hẳn 95% và nhận được các mốc chiết khấu lên đến con số rất khủng trên thị trường hiện tại. Đó là thanh toán sớm 95% trước ngày 31 tháng 1. Năm nay khách hàng sẽ nhận chiết khấu 15% trên giá niêm yết. Con số đủ lớn chưa anh chị? Nếu thanh toán sớm trước ngày 28 tháng 2, tức là sau đó một tháng, khách hàng sẽ nhận được 14,5% chiết khấu. Và thanh toán trước ngày 31 tháng 3, khách hàng sẽ nhận được 14%. Là một mức chiết khấu thanh toán sớm lớn nhất trên thị trường hiện nay. Và nếu như khách hàng không thích chọn phương án rất nhanh, ok, chúng tôi đưa ra phương án rất chậm, khách hàng chỉ cần bỏ ra 30% và phần còn lại sẽ được ngân hàng giải ngân. Khách hàng sẽ nhận được ân hạn nợ gốc, miễn phí trả nợ trước hạn và lãi suất 0% trong vòng 24 tháng. Có nghĩa là sở hữu căn hộ này bỏ ra 30% và 24 tháng sau anh không cần bận tâm gì cả. Đó là hai phương án rất nhanh và rất chậm, và hai dòng sản phẩm rất đẹp để sở hữu hoặc rất dễ để sở hữu. Và tôi ví dụ cho anh chị một sản phẩm, có lẽ là anh chị đang chờ đón phần này để biết được giá chính thức. Những căn hộ view biển thì thôi chắc tôi không cần đề cập vì tự nó đã là một sản phẩm quá khan hiếm để khách hàng tìm kiếm, và dĩ nhiên nó sẽ cao hơn cái mức giá này khoảng 50%, 60%, 70% tùy tầng cao, tùy tầng view. Tuy nhiên chúng tôi đang lấy ví dụ về một căn ưu đãi với giá tốt nhất, tầng view giản dị nhất, thì chúng ta sẽ có gì ạ? Với giá niêm yết 2.183 tỷ, căn 28.3 m², studio, chìa khóa trao tay tại điểm tụ của thành phố Phú Quốc, đầy đủ tiện ích, một bước chân vạn điểm đến. Tôi bắt đầu nghe tiếng lao sao rồi đúng không? Anh chị gọi cho khách hàng của mình đúng không?
Vâng, chính sách đặt mua sớm, chiết khấu 50 triệu đồng, áp dụng trước ngày 23 tháng 1. Thẻ xôn trừ thêm 1%. Và chiết khấu thanh toán sớm, tôi giả định khách hàng thanh toán sớm. Khách hàng của chúng ta cuối năm rất là đang tìm chỗ để giải ngân đó chị, đang tìm chỗ để mua tài sản. Khách hàng sẽ chọn thanh toán sớm, nhận 15%, một mức ưu đãi quá hấp dẫn. Và như vậy, căn hộ trị giá 2.183.000, sau 2.183 triệu, sau tất cả những chiết khấu thì chỉ còn lại 1.795.000 đồng, đã bao gồm VAT và 2% kinh phí bảo trì. Và khách hàng chỉ phải thanh toán 95% số tiền 1.7 tỷ này thôi, nó tương đương khoảng 1.705 tỷ, là chúng ta đã có được một căn hộ khách sạn mang giá trị đỉnh cao, sở hữu lâu dài, chìa khóa trao tay tại điểm tựa của thành phố Phú Quốc, trở thành biểu tượng của thành phố Phú Quốc. Và nếu mà anh chị chia lại đơn giá đi thì chỉ khoảng 60 triệu đồng. Tôi rất là bất ngờ khi mà một cái sản phẩm biểu tượng như vậy chỉ bằng giá một căn hộ quận 9 thôi anh chị. Nhưng mà anh chị, đây là sự thật. Và để sản phẩm này sớm đến tay khách hàng, chúng tôi sẽ có một lộ trình triển khai tất cả những cái hoạt động để hỗ trợ cho việc kinh doanh của anh chị. Đầu tiên, 19 giờ chiều nay, anh xin lỗi 19 giờ tối nay. 19 giờ tối nay chúng ta sẽ bốc thăm giỏ hàng và chúng tôi sẽ công bố mức trần của từng loại sản phẩm. Ngày 7 tháng 1, tức là ngày mai, chúng tôi sẽ gửi đến anh chị một thông tin cực kỳ hấp dẫn. Đó là họp báo sau trình diễn thời trang Fashion Voyage của đạo diễn Lâm Cang. Và nơi được lựa chọn để tổ chức show diễn này chính là nơi nào anh chị? Nơi nào anh chị? Chính là điểm tụ của thành phố Phú Quốc, chính là thị trấn Primavera của chúng ta, chính là một bức tranh mà căn hộ siêu size thu trọn vào tầm mắt của mình. Và kế tiếp ngày 8 tháng 1 đó chính là lễ trao quyết định thành phố Phú Quốc diễn ra ngay tại Nam Đảo. Và sẽ có màn bắn pháo hoa mà căn hộ siêu size dĩ nhiên sở hữu một tầm nhìn, một vé VIP để xem màn trình diễn pháo hoa này. Ngày 9 tháng 1, các đại lý đang cùng nhau tổ chức một lễ site tour để đưa khách tham quan vị trí dự án. Ngày 10 tháng 1, chúng tôi có một buổi tọa đàm về triển vọng đầu tư bất động sản Nam Phú Quốc dành cho những biên tập viên, những báo chí, những tòa soạn hàng đầu đưa tin về bất động sản, về thị trường Phú Quốc. Và ngày 13 tháng 1, chúng tôi sẽ chính thức công bố giá bán và bảng giá chính thức, các mẫu hồ sơ ký kết chính thức và các tài liệu, các hình phối cảnh chính thức được cung cấp ra thị trường. Ngày 23 tháng 1, chúng tôi sẽ tổ chức sự kiện giới thiệu lần đầu tiên ra thị trường dự án căn hộ Hillside tại Hà Nội và Hồ Chí Minh. Và chúng tôi chỉ giữ quỹ cam kết đúng 11 giờ dành cho những khách hàng đặt mua sớm. Và sau 11 giờ thì toàn bộ những căn trong quỹ cam mà anh chị đã bốc thăm giỏ hàng sẽ được đưa ra quỹ hàng chung để tất cả những khách đến tham gia sự kiện có cơ hội được chọn mua. Và như vậy anh chị lưu ý giúp mốc thời gian 11 giờ. Tất cả những khách hàng của anh chị đặt mua ngay từ thời điểm này phải hoàn tất ký hồ sơ trước thời điểm 11 giờ ngày 23 tháng 1. Vì sau mốc thời gian này chúng tôi sẽ đưa tất cả những sản phẩm chưa ký hợp đồng vay vốn vào giỏ hàng chung để những khách hàng khác tới tham dự sự kiện có cơ hội lựa chọn. Và một chút niềm vui và sự may mắn đầu năm chúng tôi muốn gửi đến anh chị, đó là lì xì may mắn đầu năm. Dĩ nhiên cái phần chính sách dành cho đại lý chúng tôi sẽ gửi riêng cho các lãnh đạo đại lý. Phần lì xì may mắn đầu năm dành cho những anh chị có giao dịch căn hộ dưới 5 tỷ sẽ là 15 triệu đồng. Và căn hộ từ 5 tỷ trở lên sẽ là phần lì xì trị giá 20 triệu đồng. Và ngày hôm nay là ngày chúng tôi cung cấp cho anh chị một cái số tài khoản nộp cọc mang tính tài lộc. Số tài khoản 19111111999, tài khoản nhận cọc của dự án Hillside Residence. Xin một tràng pháo tay. Và tôi hy vọng là những thông tin mà tôi vừa công bố sẽ phần nào thỏa mãn được sự mong chờ của các anh chị. Và tôi biết các anh chị mong chờ dự án này. Nếu mà những anh chị mà đã gắn bó 5 năm thì đã mong chờ dự án này 2-3 năm nay, đang chờ đợi một biểu tượng mới của Phú Quốc. Và tôi rất là xúc động khi rất nhiều anh chị có nhắn tin cho tôi nói là xem cái thước phim Phú Quốc xưa và nay mà anh chị nước mắt chảy từ lúc nào không hay. Và trong hành trình sắp tới, anh chị sẽ càng ngày càng phấn khởi, càng ngày càng hào hứng bởi những biểu tượng, những công trình mà Sunroof cam kết
để bổ sung vào hệ sinh thái Nam Phú Quốc, để bổ sung vào thành phố Phú Quốc, để biến Hillside Residence là một sản phẩm mang tính biểu tượng đỉnh cao, vươn cao của thành phố Phú Quốc. Xin trân trọng cảm ơn. Chúng ta có thể vỗ tay lớn hơn được không ạ? Để cảm ơn bà Mai Thị Hồng Quyên, Phó Giám đốc Kinh doanh của Sun Property Group.